Hôm nay mình giới thiệu 3 mẫu ba tân nhựa đúc PC. Đây là loại nhựa kỹ thuật rất cứng và bền, có tay cầm bọc cao su, và mọi người hay gọi nhầm là ba tân cao su, vì nếu là cao su thì sẽ rất nặng và không cứng bằng nhựa kỹ thuật PC này nên sẽ khó sử dụng. Đầu tiên là ba tân nhựa đúc PC 1, 23 inch, dài 57cm, thu gọn còn 23.5cm, nặng 200g, tay nắm bọc cao su vân chìm, có dây đeo, tặng túi vải đeo thắt lưng. Giữ ba tân gọn bằng nam châm. Mẫu 2 là ba tân nhựa đúc PC 2, 23 inch, dài 57cm, thu gọn còn 23.5cm, nặng 270g, có lõi thép ở thanh số 3, tay nắm bọc cao su vân nổi, có chui phá kính, có dây đeo cao cấp, tặng túi vải đeo thắt lưng. Giữ ba tân gọn bằng nam châm. 3 là ba tân nhựa đúc PC 2, 26 inch, dài 65cm, thu gọn còn 26.5cm, nặng 320g, có lõi thép ở thanh số 3, tay nắm bọc cao su vân nổi, có chui phá kính, có dây đeo cao cấp, tặng túi vải đeo thắt lưng. Giữ ba tân gọn bằng nam châm.